anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, thầy thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay trước khi vô clip thì nói vui vui chút xíu nè em. Thì đang ngồi chơi game thì vợ lôi ra làm quả đầu giống M3B nè em. Giống như trong trong game, thấy trong game y chang. Đây là làm quả đầu giống M3B. Nói vui vui với em ha. Đó, trước khi vô clip ha. Thì ok anh em. Thì trước khi vô clip chính hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ với anh em là cái cách mà mình up clip như thế nào trong cái trong ngày á. Thì ok anh em, mình có hai thời gian up clip ha để anh em tiện theo dõi. Thì đó là cái giờ khoảng tầm 10 giờ đến 12 giờ là mình sẽ up một clip là nói về game FIFA Mobile, những vấn đề trong game FIFA Mobile mà bắt hay gì đó, đó gì mới cho anh em ha. Còn cái giờ thứ hai là mình up từ 5 giờ tới 7 giờ là mình sẽ review cầu thủ cho anh em, review cầu thủ cho anh em. Đó, thì mình thông báo cho anh em cái giờ để anh em tiện theo dõi. Tại vì biết sao anh em, tại vì nhiều lúc cái YouTube anh em, YouTube cái nó không có là đề xuất cho anh em, hiện thị đề xuất mới á, clip mới của mình đó. Thì anh em nếu canh giờ đó vô đó thì mình cũng chân thành cảm ơn anh em trước giờ đã đồng hành cùng mình, theo dõi và đăng ký kênh mình. Có cái góp ý gì thì mình cũng xin ghi nhận của anh em và cảm ơn em rất nhiều, chân thành cảm ơn em ha. Đó thì đó, mình có hai khung giờ đó là từ 10 giờ đến 12 giờ là một clip và từ 5 giờ đến 7 giờ là một clip. Clip cuối ngày á, là tối á, thì là hơn là review anh em ha, review đó. Anh em tự theo dõi thì anh em cứ vô kênh mình được coi ha. Nhiều lúc nó không đề xuất thì anh em cứ vô coi vậy đó. Thì ok anh em, hôm nay clip chính là gì? Test nhân phẩm nha anh em. Đó, test nhân phẩm đó. Ok anh em, thì trước hết mình sẽ vô cái phần agent để nói một sơ qua ha. Thì hôm qua cái phần agent đó, cái phần cầu thủ mà top wood đó anh em 102 á cộng á, thì bây giờ nó hết rồi nha anh em, nó không cho nữa. Nó cho anh em chỉ có một ngày rưỡi sao á, có hơn ngày rưỡi à, một ngày rưỡi à. Đó. Thì nói chung là anh em nào ôm cầu thủ á thì chấp nhận thương đầu. Có nghĩa là bây giờ hết rồi. Phải xả sớm nha, tại phải coi giờ. Anh em phải coi giờ nha. Đây. Những cái mà cầu thủ over từ 102 đến 110 á là vẫn còn nha anh em. Nó cho anh em 3 ngày, 3 ngày. Có nhiều anh em bình luận dưới hỏi là bao giờ hết anh? Thì anh em cứ click vô trong. Đây. Ví dụ như là click vô cái cầu thủ 110 nè. Nó còn 39 giờ. Đó, có nghĩa là còn thêm 2 ngày nữa, 2 ngày cho anh em. Tầm 2 ngày nữa cho anh em. Đó. Là hết agent cho anh em. Thì anh em muốn coi ngày anh cứ click vô thôi. Là có nhiêu thời gian thôi. Đó, nó cho anh em 3 ngày là cái cầu thủ vô vào 102 đến 110 là anh em agent coi là 3 ngày nha. Là hôm nay nữa là còn 2 ngày thôi. Ngày hôm nay với ngày mai nữa là hết. Đó. Thì cái phần là top wood thì hết rồi. Anh em là không theo dõi, không theo dõi tình hình là anh em chết. Ôm người cũng là chết em. Là chết nha anh em. Đó. Hôm qua mình không có ôm gì hết, mình mua không được anh em. Tại vì mình có sẵn rồi chứ không mua không được. Đắt là nhiều anh em mua đặt rất nhiều. Đó thì nó sơ qua phần agent cho anh em ha. Được, ok anh em. Thì tiếp tục. Đây, phần chính là phần quay nhân phẩm. Mình sẽ khai cái phần commodity anh em, vòng quay may mắn. Nó mở hai bên em, hai bên rồi. Thì bây giờ thôi, cái bên đầu tiên là có con Morata này, mình sẽ quay trước ha cho anh em ha. Mở đầu tiên, một bắt đầu tiên xem như thế nào. Đây, đây 60 anh em. Quay thôi anh em, quay thôi. Chủ yếu này mình kiếm gen với là điểm điện gen với lại cái gì ta? Cái FFP thôi. Chứ thầy cầu thủ mình có rồi. Mấy con này chỉ S thôi, S gen thôi. Mới nó xong em, ra cầu thủ lên em. Mới nó xong ra cầu thủ over 107 lên. Đây, con Berwin lên. À, Berwin. Mới vô, ra cầu thủ luôn. Đánh nó nói cầu thủ không làm gì hết, để agent thôi. Nó ra cầu thủ lên em, ra cầu thủ lên. Đấy là phát đầu tiên. Phát thứ hai, thì nói chung là mấy cầu thủ thì cũng không bình thường nè. Cũng không có gì hot nên là mình cũng không có gì hết. Bình thường thôi, tiếp tục. À, skill bot. Đó. Thì nói chung chủ yếu là mở vui vui cho anh em thôi. Đó, mình tích điểm mở vui cho anh em thôi. Tí mình mở nhân phẩm thêm mấy cái bắt khác cho anh em thôi. À, đấy, điểm truyền đen anh em. 500 điểm truyền đen nha anh em. Đó. Tiếp tục nha anh em. Ráng sao kiếm gen nè, kiếm gen á. Đó, kiếm điểm gen á. Tiếp tục ha. Đây. Đấy, mới nó xong, ra lên. Sao mình nói linh em, nói cái ra lên em. Điểm gen. Có điểm gen lên, 500 nha anh em. Đấy, mới 500 thôi. Còn 1000 điểm gen nữa. Tiếp tục nha anh em. Đấy. Ok anh em. À, 1 triệu anh em, 1 triệu coin. Cũng ngon. Nói chung chắc phải mở full nè. Chắc mở full nữa, cái này mở full nữa. Full hết luôn á. Đó. Tiếp tục cho anh em. Đấy cầu thủ, đấy 103. Trời ơi, quan trọng là con cầu thủ over 103 nè, 103 cộng á. Để coi hên luôn, để coi nào ngon không.
Đó, tiếp tục nha anh em. Nói chung là mấy con người thủ mở trong đây thì không có bán được anh em. Nếu mà over nó cao thì mình dùng thôi. Ấy, phí fireball nè anh em, phí fireball 100 phí fireball. Cũng được đi, kệ có rồi được, có cho rồi được anh em. Đấy, tiếp tục nha anh em. Đấy, mình ra mấy cái ngon ngon rồi anh em ơi. Chắc có lẽ full rồi. Cầu, đó 105 anh em, 105 ra luôn. Mấy con này chỉ đi S thôi anh em ơi, đi S thôi. Đấy, còn bên đây anh em, bên đây chắc từ từ mở trước bên đây đi. Còn dư điểm qua tiếp một tiếp anh em ơi. Đó, đây. À, 200 coin. Tiếp tục anh em ơi. Chắc gần sắp hết rồi. Cái này mở full luôn rồi. Đó. Đấy, điểm uptrend anh em, uptrend. Tiếp tục cho anh em. Nói chung chắc này mở full này rồi. Nói chung này làm clip về chơi mở full chơi cho anh em thôi. Đó, 103 rồi, xong rồi anh em. 103 cộng là 103. Quá đây là mình canh trông chờ lấy con gì con ngon đây mà nó ra vầy rồi. Còn ba cái anh em. Cái Gen Keyboard và cầu thủ Morata 109 anh em. Rồi lấy Morata và S-Gen anh em ơi. Đấy, Keyboard anh em. À, Keyboard. Tiếp tục còn hai lần nữa là xong anh em. Là xong cái này luôn. Chắc là một là Gen hay là Morata thôi. À, Morata anh em, chắc chắn là Morata rồi. Không có ai khác, chắc Morata anh em, chắc chắn. Tại vì bỏ hết anh em. Đây, Morata anh em. Ok anh em, cuối cùng là còn Gen anh em. Mình mở luôn nốt cho anh em. Đó, mốt luôn nè. Ok. Để hôm nay nói chung là gọi là cái này thì quay thì cũng là không phải nhân phẩm anh em, thì chờ cái bắt mà gọi là 103 cộng mà nó không ra đó, 103 nó hết em full rồi thì chờ mở bên đây thôi. Đó, mở bên đây thôi thì ok anh em. Cái phần La Liga anh em, La Liga thì hôm nay mình không có đủ điểm để mở cái này đâu, 250 điểm đó không có đủ đâu, nên mình sẽ mở sau. Và 450 điểm còn lâu nữa đấy, chắc chắn là con Van Vader rồi anh em, là mình biết rồi, tại vì hôm bữa mình làm clip là vui vui cho anh em thôi, đó là Van Vader rồi. Đó thì ok anh em, tiếp tục là vô phần icon nha anh em. Icon đây, icon mình có 160 điểm, mình sẽ chơi trò nhân phẩm luôn, mình mở một lúc ba lần luôn coi như thế nào, chứ không mở một lần nữa, ba lần luôn cho nó hên luôn, chứ không có đợi là điểm mà đích lấy cầu thủ đâu, tại vì lấy cầu thủ over icon kia thì cũng gọi là không bán được, là S-Gen thôi. Mình chơi nhân phẩm anh em, nhân phẩm luôn. Ok anh em, bây giờ bắt đầu nha. Coi như thế nào đây, mở thị. Đó, ba lần luôn, đáng ra một con nãy kênh này được rồi, một con không được, con thôi. Rồi xong anh em, bài là thấy xong rồi đó. Bài là thấy xong rồi. Coi keyboard nè, mở rồi rồi. Ý, thủ anh em. À, được một con 106. Ôi man ơi, mất hết điểm rồi em ơi. Xong em ơi, 106 em ơi. Xong rồi, đèn quá anh em. Thấy nhiều anh em mở ra icon quá trời, mình ham anh em. Mình mở hoài mà mở không ra anh em. Thật sự mở hoài mà không ra luôn. Xui quá anh em. Thật sự luôn á. Chứ mình thích điểm mấy con 111 thì cũng lấy được, nhưng mà thôi mình chơi nhân phẩm anh em. Kệ đi, xui thì chịu thôi, chờ tiếp. Có điểm, mở tiếp anh em. À, có điểm thì mở tiếp, thì không có điểm thì thôi. Thì ok anh em, nãy giờ nó nhân phẩm cho anh em chơi vui vui rồi. La Liga thì chưa mở nè. Tomosi thì mình đã quay hết này rồi. Đó. Nên chung nó chuyện chơi chơi với anh em thôi. Thì nói cái clip mình thì bóp thì cũng 2 giờ đó, nó nói lại cho anh em ha. Và từ 10 giờ sáng đến 22 giờ là một clip còn nói về FIFA Mobile test nhân phẩm hay là những gì mới cập nhật cho anh em. Còn chiều là mình sẽ gọi là up cầu thủ review cho anh em, up clip review cho anh em ha. Thì anh em nào tiện theo dõi thì anh em nhớ không có đề xuất á, YouTube á, thì anh em nhớ vô kênh mình coi ha. Để mình có cái gì đó mình theo dõi ha. Thì cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi kênh của mình mấy hôm nay. Thì ok anh em, tiếp tục có còn mà What If nè. Mình có 4600 gen. Mình cũng muốn chơi trò nhân phẩm đây mà hai lần cho nó như thế nào. À, chơi luôn em, đó này chơi luôn. Đó chơi luôn. Đây chơi luôn. À, lỡ rồi. Còn kiếm cầu thủ nè. Đấy không ra này em ơi, 104 em ơi. Thôi là làm phát đó luôn đi. Kệ nó, này là nhân phẩm luôn. Coi có nhân phẩm mình đến đâu. Có thể không? Hey! Cầu em, cầu. Ấy, ai cần. CB anh em ơi, CB. Valentina. Trời ơi, 108 anh em ơi. Trời ơi, tưởng còn gì nữa, 108, 108 anh em, trời ơi, tật chứ. Trời có 4 em mấy, 108. Quá đen. Không sao em, con này mang đi Echen kiếm con cũng được, phải coi được bao nhiêu anh em. Đúng rồi, mình quên. Được 108 anh em. Vậy là may mắn rồi. Đã nó over 103 cộng 108 là may mắn rồi. Ok anh em. Mình thử coi ra Echen coi nó 108 nó cho mình bao nhiêu coi đây. 108. À,
3M4 đến 6M8. Đấy, đây, 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 đây. Con này có không xài, em cho là 8 thì ít quá. Mình cho vô. À, trên. Kiếm coi hên hên không. Không cần bá nhìn nó không bay đâu nè. Chơi luôn em, chơi luôn. Chơi luôn em. Đó, chơi luôn may mắn luôn em. Được 6M8 không? 3M4. À, lỗ em, lỗ rồi, lỗ rồi. 3M4 em ơi. Ok, không sao em. Nhiều lúc mình bán con đó bán không được đâu em. Bán được đâu. Em chen luôn, kiếm coi luôn. Đó, còn 3100 gen hả? 3100 gen thì mình sẽ gọi là gì ta? Mình kiếm cái bắt màu trong đây có gen thì mình sẽ mở coi. Cái top S này, top S, top S. À, top S có đây. 2500 gen, mình chơi luôn nè, mình chơi luôn. Mình chơi trò nhân phẩm luôn. Hôm nay hết hết gen luôn. Chơi láng này khô máu luôn. Đây, mở luôn em, khô máu luôn. Còn có hên không? Đấy, còn có hên không? Rồi xong anh em, bài thấy xong rồi đó. Bài thấy xong rồi, 103 anh em, xong rồi. Xong rồi anh em ơi, xong rồi. Hôm nay quá đen rồi anh em ơi. Quá đen rồi, quá đen rồi. Nói chung là hơi đen rồi. Thôi kệ anh em, được ít coi cũng được thôi. Không sao hết. Ok anh em, thì hôm nay mình làm clip gọi là nhân phẩm test chơi chơi vui vui với anh em thôi. Nó chịu chơi với anh em ha. Thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like, share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ mình ha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.